Đi mãi lên cổng trường mới mua được một gói mì tôm trẻ em. Về đây chưa kịp ăn mà chị Nga với cả anh Hải đã đòi xin mất của tháng rồi. Đã thế thằng còn chưa cả kịp ăn mà tận hai người xin mất của tháng. Bây giờ chả biết cho ai cả. Thế nên là thằng đã bày ra một trò chơi. Ở trên này có mấy cái sợi dây con và chỉ có duy nhất một sợi dây buộc vào cái gói mì tôm trẻ em này. Nếu như ai cắt được vào sợi dây làm cái gói mì tôm rơi xuống thì cái gói mì tôm đấy sẽ thuộc về người đó. Do là thằng nghĩ ra cái trò chơi này nên là thằng sẽ cắt sau cùng. Bây giờ là anh Hải hay là chị Nga? Để anh với Nga sẽ hoàn tù tỉ. Ai là người thắng người đó sẽ phải cắt trước. 1, 2, 3. Là người cắt trước. Thế này thắng là người cắt trước còn gì nữa. Thắng là người cắt trước. Thắng sẽ đưa cho chị Nga cái kéo này để chị Nga cắt. Phải không đây? Phải không? Không đây. Được. Không được. Thôi bây giờ đến anh Hải. Anh em nhìn thế này. May mắn sẽ mỉm cười với tôi. Đứt luôn. Không được. Ồ, chưa đứt thật. Bây giờ tới lượt thắng. Được chưa? Cũng không được luôn. Được. Không được luôn. Wow. Không được chơi gian nha. Không được chơi gian nha. Không được. Của tôi. Cũng không được luôn. Đi bây cầm kéo các bạn ơi. Không được. Yeah. Thế là gói mì tôm chị em này đã thuộc về chị. Như vậy là chị Nga đã giành được cái gói mì tôm đấy rồi. Nhưng mà chị Nga vẫn phải chia cho thắng với cả anh Hải nữa. Ủa ơi, cái này dai hết nhỉ. Chị không xé được. Thôi nhờ anh Hải xé hộ. Ôi giời ơi, đưa sao anh em. Ui. Trời ơi, anh không có ý đâu, không nghĩ là cái túi này nó dễ xé như vậy á. Thế mà Nga không xé được, Nga lừa anh rồi. Nga trả được cái việc gì, tiền trả em 10 gói. Đấy, thế là mất ăn rồi còn đâu nữa. Thế là đi từ nhà tới cổng trường mấy chục cây số, xong về nhà chơi trò chơi mất mấy chục phút. Bây giờ lại trả được miếng nào. Bây giờ trong túi còn mỗi 100.000. Không biết mua được bao nhiêu thứ nhỉ. Anh cũng có 100.000 đây. Em có 100.000 đây. Cả ba đều có 100.000. Hay là bây giờ chúng ta sẽ chơi thử thách 100.000 mua tất cả các đồ ăn vặt ở cổng trường. Với 100.000, ai mua được nhiều đồ ăn vặt ở cổng trường nhất thì người đó sẽ giành chiến thắng. Ok không anh? Ok luôn. Được, chị sẽ là người chiến thắng. Đại ca, cái này bao nhiêu tiền? 2.000 một gói. 10.000 năm gói, có bán không? Bán thì bán thì thôi. 2.000 một gói, mua thì mua. Không bán thì thôi, không thể mua nữa. Chị về rồi các em ơi. Anh cũng về rồi các em ơi. Ui, hai đứa kia, mua xong từ bao giờ, về từ khi nào đấy? Ai lần mần như anh đi cả buổi chiều bây giờ mới về. Em về đầu tiên đây này, các anh thì kiểu gì mà về lâu thế? Chỉ với 100.000 mà thắng với cả anh Hải mua được hai túi đồ ăn vặt. Nhưng mà không hiểu vì sao chị Nga có hack của bác bán hàng hay không mà chị Nga mua được. Mà chị Nga mua được một túi cám to như thế này. Nhưng mà chưa chắc chị Nga đã giành chiến thắng đâu. Bởi vì là hôm nay tính số lượng chứ không phải tính kích thước đâu mà chị Nga đòi chiến thắng được. Đây là tất cả những đồ mà chị đã mua được ở ngoài cổng trường. Đồ của mình đây. Không hiểu tại sao 100.000 mình chỉ mua bằng này mà chị Nga chỉ mua được như thế kia. Mình rất là nghi ngờ ông chủ quán là bạn thân của chị Nga. Chắc là chị Nga mua chịu rồi. Đây là kẹo đồng tiền. Mua mỗi một túi mà về bóc ra bên trong có tận mấy chục cá liền. Select đùi gà thơm cay. Nhưng mà đằng trước là đùi gà, mà đằng sau lại là mấy cái que như kiểu là que tăm. Thế này là người ta lừa thắng à? Uầy, nhiều chưa? Mua một túi thôi nhưng mà có 100 que. Thế này chắc ăn đến mai nó mới hết. Cay quá. Mì ý, nhưng mà quan trọng hơn mình mua cái này bởi vì nó ghi là ba anh em. Ba anh em. Thì ra mì ý nó như thế này các bạn. Mì ý giống như là đang ăn tăm vậy. Nhưng mà rất là giòn và ngon nha các bạn. Đây là bim bim potato. Bây giờ chị sẽ xé ra. Cái này bên trong nó giòn giòn ngọt ngọt. Da heo. Đằng trước con heo màu hồng, đây là da heo. Sao nhở? Dày như thế này nhưng mà đằng sau tớ lại mỏng dính như này. Ở bìa da heo thì dày nhưng mà đổ ra tớ lại mỏng dính như kiểu tờ giấy ở đây. Cánh gà chiên giòn. Yên tâm đi, nếu mà trong này có cánh gà thật thì cái gói mì tôm của các bạn đó có con tôm rồi nhá. Rồi, để mở cho các bạn xem. Rồi, xem nào. Được rồi, có cánh gà thật nhá. Wow. Đó là những cái snack này các bạn ơi. Ôi, nó là cánh gà thật các bạn ơi. Nhưng mà là loại mini nhá, gà con. Nhưng mà thắng nhìn cái cánh gà này nó lại giống cái bàn tay hơn. Món đồ tiếp theo đó chính là thạch dừa. Trong này còn có cả tem trúng thưởng nữa. Đáng lẽ chị phải bóc luôn ở ngay tại quán. Nếu như bây giờ chị cào ra mà nó trúng thưởng thì chị lại mang ra đổi lấy một gói thạch dừa nữa. Eo ơi, cái này bị ướt mất rồi. Cái này bị ướt mất rồi, vứt đi. Còn một cái khác. Thôi rách mất rồi. Mì tôm trẻ em. Lúc lấy có nhưng mà không được ăn. Bây giờ chắc chắn là được ăn rồi.
Đây là mì tôm trẻ em. Đây là cơm trẻ con ơi, cho các bạn xem luôn. Wow, yên tâm đi, không rớt ra đâu. Đó. Ngon cực các bạn ơi. Chỉ có bò húc, nhưng mà không phải là nước bò húc mà các em hay uống đâu. Nó là xoài bò húc. Một gói mà được nhiều thật đấy. Kẹo bảy màu chupa chup, chưa ăn bao giờ, ăn thử luôn. Slack Toboki, nhìn ở bên ngoài có ớt là đã biết cay rồi. Cái này giống cái lưỡi của chị Nga nhỉ? Cay cay, ngọt ngọt, dai dai. Tăm đen cay, nhìn bên ngoài nó đen như thế này là đã biết cay rồi. Tăm đen cay nhưng mà là phiên bản mới đấy. Nhưng mà chị chẳng thấy có cái gì mới, nó vẫn như thế, vẫn giống phiên bản cũ. Ngửi mùi thôi mà đã thấy cay rồi. Nè các bạn biết cái này không? Đây là quẩy xoắn đúng không? Thì với một số tiền cực kỳ là nhỏ thôi, mình đã có thể sở hữu hơn 50 cái quẩy đủ cho 20 người ăn thoải mái nha. Thế này mà tính cái, chắc là phần thắng thuộc về anh. Chưa chắc đâu, anh đã nhìn cái của em chưa? Cái này mà tính ra bằng hạt, anh Hải có mà đứng bét rồi. Nếu mà tính bằng con ý, thì anh Hải em chị Nga đứng xếp từ 1000 rồi. Bao nhiêu năm rồi chưa được một miếng quẩy nào. Vừa to vừa dài lại còn xoắn tít thế này. Xúc xích lưỡng, rõ ràng là nó có hình tròn. Xúc xích nó có hình tròn, sao mình sờ nó có cái hình bẹt như này nhỉ? Có màu đỏ, màu hồng chứ. Đó là cái hình chả khác gì cái gỗ này. Thế này là người ta lại lừa thắng rồi. Ôi, đây này, đây là bò khô, nhìn bên ngoài nó thật là hấp dẫn, nhưng mà bên trong nó không biết là nó như thế nào. Eo ơi, các em nhìn này, nhìn giống y như là thịt bò mình hay ăn luôn. Nhưng mà ăn chả giống thịt bò gì, nó cứ dai 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 như nào ấy. Ăn bún ăn phở thì có cá viên chiên đúng không? Đây là cá viên chiên phiên bản mini thu nhỏ. Ishờ, cá viên chiên nha. Mời các bạn nha. Thạch dai dai, không biết cái thạch này nó là vị gì nhỉ? À, cái này là vị me. Ở đằng trước hình nó có rồi mà mình không biết, phải xé ra ăn thì mới biết được. Khát nước ấy nhỉ, ăn từ mới nãy giờ khát hết, khô hết cả cổ rồi. Chị có nước cam oxy. Đây, chỗ cắm ống hút. Đúng là nước cam, còn nó có vị cam. Chẳng nhẽ nước cam nó có vị dưa hấu. Túi này là cái túi gì người ta bán theo cân, chả có tên gì. Mấy bạn ơi, bạn nhớ comment xem là cái túi này nó là cái túi gì nhá. Bỏng kẹo hay là cái gì đây, xà lách hay gì đây. Đúng thật, thế này mà tính bằng cái là chị Nga và anh Hải cũng không win được thắng. Cái này cứng đấy. Đó, đố các em biết đây là cái gì. Đây chính là kẹo cam. Ở bên ngoài nó có hình quả cam, có mùi cam thật. Chẳng nhẽ là có mùi dưa hấu. Anh Hải thấy tôm hùm chưa? Cả anh Thắng nữa, thấy tôm hùm biển chưa? Đây là tôm hùm biển. Bên ngoài nó có một hình con tôm rất là to. Bên trong chắc chắn sẽ không phải có tôm hùm. Ôi, có tôm này nhưng mà nó là bé tí. Ôi giời, đây là tôm hùm, đây là con tép chứ con tôm cái gì? Còn hơn là anh không có. Đã bảo rồi, nếu mà tính con ấy thì thắng lại thắng rồi. Bánh cá mặn, nhìn là biết bên trong nó như thế nào rồi. Cũng có nhiều bạn đã ăn cái bánh cá mặn rồi nên thắng không phải xé ra, không phải thử nữa. Ê, ngan không? Cái gì đấy anh cho em ăn đá à? Cái gì đây mà là đá? Trông giống đá thôi nhưng nó là sô-cô-la đấy. Thử một miếng xem nào. Thật không đấy, hay anh lừa em? Anh thử ăn trước đi, trong có độc không thì em mới dám ăn. Không tin á, thử luôn, miếng to nhất luôn. Sô-cô-la giống như kẹo cao su luôn nhá. Đã bảo là kẹo rồi chị Nga không tin. Chắc là không muốn ăn đây. Thế cho em xin một cái. Thịt xiên quay, nhìn bên ngoài là có quay xiên mà xiên một cái miếng thịt nó hơi bị xịn sò ấy, nhiều thằng biết chưa, xé đã biết rồi. Đây là người ta lại chỉ bị lừa thắng tê lơi rồi. Biết ngay mà, làm quái thì có miếng thịt xiên quay là đâu. Ống ma thuật, không biết chị ăn vào có phép thuật không nhỉ? Kẹo gấu chip chip, cái này mấy bạn ăn suốt luôn. Nhưng mà trong túi này hơi ít, có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có mỗi 7 cái kẹo gấu trong cái túi đấy. Chị chỉ thấy con khỉ nó ăn chuối thôi, sao con khỉ này nó lại ăn bim bim nhỉ? Slack khoai tây chiên, Minion. Ở bên trong nhìn thấy rồi, những cái con Minion nó chả liên quan gì tới nhau. Anh Thắng, anh ăn kiểu gì mà phí thế? Cả anh. Bò xiên vừng, cái này chắc nhiều em hay ăn ở cổng trường lắm này. Chết chết chết, còn mỗi một món này, còn mỗi kẹo chupa chup này các bạn ơi. Hy vọng là mình sẽ thắng.
Bánh bò miếng bừng, chị mua được cả hộp như này luôn. Đây, một miếng của nó như thế này. Bánh miếng cay cay, nó phải như thế này chứ. Ở bên ngoài tên cũng giống ở bên trong. Ai nhìn mấy cái bánh lúc nãy, bóc ở bên ngoài tên không giống bên ngoài là cánh gà, mà bên trong là mấy cái que que que. Wow, một miếng to như này luôn. Ngờ ra có. Chị chỉ thấy có bao lì xì đựng tiền thôi. Bây giờ lại có kẹo bao lì xì. Chị thử bóc ra xem bên trong nó có cái gì nhá. Nó là cái gì đây? Nó nhìn như là bò xiên vừng. Đây, cái này là hơi bị ngon đấy nhá. Mỗi tội tên có tiếng Thái nên là thằng chả biết gọi là gì. À, gọi là bim bim que. Đây là chuối sấy. Nui chiên giòn, cái này là người ta bán theo cân nhá. Chị mua túi này là được nửa cân. Thôi, cái này nhìn bên ngoài là biết rồi, chị sẽ không bóc ra nữa nhé. Thôi xong rồi, thằng còn một thứ cuối cùng, đó là chuối sấy. Kẹo này là kẹo gì ấy? Anh Hải, anh nhìn thấy kẹo này bao giờ chưa? Kẹo này không biết à? Sa ke lun. Chứ lùa lùa trên túi được mày đập xương khỏi kẹo gì nữa? Cái đấy ai chả biết, đấy là em khoe thế thôi. Cái kẹo này muốn ăn thì cần phải có kéo. Cắt hai đầu. Xong rồi, dốc ngược lên. Chị sẽ dốc ra bên ngoài để cho các em xem kẹo này nó như thế nào nhá. Kẹo này phải gọi là bột mới đúng chứ. Dốc ra toàn thấy bột chứ làm gì thấy kẹo đâu. Món đồ tiếp theo. Nhưng mà hết rồi. Uầy, hôm nay chơi hơi bị lớn đấy. Chỉ với 100.000 thôi. Thắng mới cả chị Nga, mới cả anh Hải. Mua được rất là nhiều đồ ăn vặt và kết quả đã rõ rồi đấy. Và người chiến thắng các bạn đã biết rồi đấy. Đó chính là chị Nga. Anh mà, anh mới là người chiến thắng. Là em à, em mua được bao nhiêu đồ như thế em là người chiến thắng chứ. Thế chị Nga mua được bao nhiêu đồ? Em mua cả bao thế làm sao mà em nhớ được. Anh mua nhiều quá cũng không nhớ được. Đấy, thằng cũng mua được nhiều đồ quá nên là chả nhớ cái gì luôn. Lên nào bây giờ thằng sẽ nhờ các bạn xem video, các bạn đếm xem thắng hay là anh Hải hay là chị Nga ai mua được nhiều đồ hơn và ai là người chiến thắng nhá. Còn bây giờ thằng phải kết thúc cái video của mình tại đây và hẹn gặp tất cả các bạn trong cái video lần sau. Bye bye.